Đây chính là bản lưu niệm chùa Phật giáo tự, nguồn gốc xây dựng năm 1962 thuộc ấp Tăng An, xã Phong Hòa, quận Đức Thành, tỉnh Sa Đéc. Di tu cắt mới, khởi công ngày 19 tháng Giêng năm 2000, năm Đinh Dậu nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2017, thuộc ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Khánh thành ngày 11 tháng 10 năm Mậu Tuất nhằm ngày 17 tháng 1 năm 2018. Tổng kinh phí 4 hạng mục 7 tỷ 169 triệu 135 ngàn đồng. Ngày 18 tháng 5 năm 2024 là ngày khai đạo của Đức Quỳnh giáo chủ nha cô chú. Tội phạm đang bị trừng trị, bị dục vô chảo dầu. Rồi phía bên đây cũng có một tội phạm đang bị một con ma chĩa một cây chĩa đâm lên từ ở dưới lưng lên nè cô chú. Thì đang xử tội là lý do là nhiều chuyện quá nên bị cắt lưỡi nè cô chú. Những cô tiên đang đứng rất là đẹp nha. Năm nào tới đại lễ là mình làm gì đó hả bác? Dạ, năm đây thì 18 tháng 5 chứ 25 tháng 1 là làm 25 tháng 1 nữa. Một cái ngôi mộ quá. Hay là một cái quan tài. Mình ngày đại lễ 18 tháng 5 là khai đạo. Có nơi thì làm xe hoa, có nơi thì làm tàu về đi đường thủy. Rồng bay phụng múa tùm lum hết á. Rồi mình như ở đây, thì làm cảnh núi non, trong đó thì có thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh, rồi có mấy cô tiên nữ ca múa mừng ngày đại lễ rồi đó. Dạ. Này mình chắc mình đổ bánh xèo quá hả bác? Quý Phật tử đồng đạo đem lại hỗ trợ nè cô chú, để dành mình xây nước mía ra đúng ngày 17, 18 sẽ đãi khách nha cô chú. Là các mô hình, có mô hình được hoạt động bằng những chiếc motor nha cô chú. Nhìn rất là mộc mạc nha. Ừ con ma kìa. Ừ ghê không? Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất hân hạnh được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video mới tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em đang đứng ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha cô chú. Phía hướng này là ngã năm xã Phong Hòa, đi mình rẽ trái mình vô dòng người xây, mình đi vô con đường này nè cô chú, đường này đường nông thôn nha. Phía bên đây là có những cánh đồng hành trồng của bà con nông dân trồng hành trồng bắp nè cô chú. Hôm nay mình sẽ đến xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để mình ghi hình chùa Phật giáo tự. Công đoạn chuẩn bị cho đại lễ ngày Đức Quỳnh giáo chủ khai đạo 18 tháng 5 năm 2024 như thế nào nghe cô chú. Đây em đang đứng trước là Phật giáo tự nè cô chú. Một ngôi chùa này cũng rất là đẹp nha cô chú, rất là lớn luôn. Phía ở đây là mình thấy các ban trị sự, các chú các bác trong ban trị sự cũng đang chuẩn bị trưng bày lá cờ, làm những cái mô hình để mừng lễ 18 tháng 5 ngày Đức Thầy Đức Quỳnh giáo chủ khai đạo nè cô chú. Đây ở đây có một con đường đi vào nè. Làm gì đó em nhỏ? Hả? Làm gì vậy? Đúng được không? Đây một con đường đi vào rất là đẹp nè, được trang trí rất là đẹp nè cô chú. Phật giáo hoàn hảo đại lễ 18 tháng 5. Rồi ngày mới chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ đi đến đây ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo hoàn hảo. 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024 nè cô chú. Rồi để tiến hành vào đó ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. À
tại ngôi chùa Phật giáo tự này cũng có một số xe cấp cứu từ thiện nè cô chú. Xe đa phần cái đại lễ ngày 18 tháng 5 này đó là các chùa ở khắp nơi đều trang trí để mừng đại lễ nha cô chú. Ở đây rất là mát luôn, mà con đường đi vào rất là đẹp luôn. Em trai ăn cơm chưa? Chưa hả? Sao ăn cơm đi? Rồi mình tiến hành mình đi vào nha cô chú. Ở đây là có một số các cổng chào nè cô chú, chưa được gắn lên nha. Rồi lên núi chơi nha, dẫn tôi lên được không? Ồ, có một số cây cảnh được uống thành những con vật nè cô chú. Đây một lát mình sẽ lên chánh điện cô chú chị xem nha. Ở đây cũng có xe chuyển bệnh từ thiện miễn phí luôn. Có mô hình núi nè, mô hình từ những ngọn núi nè cô chú, được các chú các bác đây đang làm, mình cũng sắp xong rồi nha. Chào bác. Ở trên đây là có như là ngọn núi của năm thầy trò Đường Tăng lên núi Thỉnh Kinh nè cô chú. Đó, Đường Tăng năm thầy trò đó đang trên núi. Phía bên đây là có một số cô tiên nữ, có một số các cô tiên đang đứng trên núi nè, được làm rất là hoành tráng nha cô chú. Một tiểu cảnh này rất là đẹp. Dạ đây nè cô chú. Wow, ở dưới đây có một ông năm chèo mũi đỏ nha, 6 năm chân nha cô chú. Năm chèo vào đây, tiểu cảnh đã được hoạt động rồi nè cô chú ơi. Năm thầy trò lên núi Thỉnh Kinh, hiện tại đang là các chú các bác ở đây đã ghim điện lên cho hoạt động nè cô chú, rất là đẹp luôn nha. Quá trời đẹp ơi. Đây. Tôi ngủ không đâu, đứng trên cao nhất nè. Hiện tại còn một số công đoạn cũng chưa xong nên các chú các bác cũng đang thi công cho kịp đại lễ nha cô chú. Phía bên đây cũng có một số các mô hình của các bác tiều phu nè, dựng lại kỷ niệm thời xưa nha cô chú. Đây nè cô chú, rất là đẹp luôn. Đây chính là các bác nông dân, hai bác này đang ngồi cưa cây nè, hai bác này đang ngồi cưa cây nè, bác ngồi trên bác ngồi dưới nè. Phía bên đây là có một bác đang ngồi đục gỗ nha cô chú. Đây là một bác nông dân đang bào gỗ. Đây là có một cô thôn nữ đang giã gạo. Kế một bên đây là có một bác nông dân đang xây bột nè cô chú.
tất cả đều làm bằng thủ công hết nha cô chú, tự tay cắt mắt làm. Bên đây là có một ngôi nhà, một ngôi nhà xưa nè cô chú ơi, nhìn rất là mộc mạc nha. Này có một tu sĩ, một mô hình của một tu sĩ đang đứng quỳ lại nè cô chú, đang ngồi quỳ lại nè. Sao bác? Mấy đồ anh đi qua cổng hết trơn. Dạ, hoạt động, hoạt động hết ha. Ừ, ổng bắt sửa thi điện kìa. Dạ, dạ, dạ. Để, lát trong giờ sửa xong mình con ghi hình chút xíu. Ờ, đục, kéo nó hoạt động hết trơn. Ông đó cũng quỳ lại cho ông nó cũng lại cho. Dạ. Nhóc lên nhóc xuống. Ở gì là mấy bác tự tay làm hết đó hả? Hơi tự tay làm đó. Ờ, cũng hay quá ha. Ở bác thường thường đại lễ 18 tháng 5 hàng năm là mình sự kiện mình của ở những cái chùa là làm khác nhau hết hả chú? Ừ, cái này là lễ 18 tháng 5 ngày Đức Quỳnh khai sáng Phật giáo Hòa Hảo nè. Mà làm cái này thì đâu phải mỗi chỗ nó có cái điều kiện với cái ý tưởng của con người nó mới làm. Người ta sáng tạo ra để người ta kêu mình mượn mình đi làm cho người ta thấy rằng người ta bắt chước người ta làm mà không được. Dạ. Chứ đâu phải mà chơi quyện cái quyện La Dung này chỉ có chỗ này là làm được thôi. Đúng, con ở trên huyện Lấp Vò nhưng mà cũng không có làm những cái gì mà để nhiều để mừng lễ vậy á. Nhưng như diễu hành thì có rồi đó. Ở có chỗ thì làm xe diễu hành. Dạ. Ở chỗ đây ở bây cái chùa này là hàng năm tới ngày lễ là đông dữ lắm luôn. Đông lắm hả cơ? Cái lộ nó cứ nhắc cái đây bắt phải cảnh sát rồi không rồi xuống với bên xã nó qua người ta chụp cái đây để cho mà phân luồng ấy. Chứ thôi nó cứ nhắc cái đây. Rồi mình đa phần là ở đại lễ này có một số nhà thiện nguyện nào đến để đãi cơm gì cho khách không bác? Không có đâu, ở đây trong ở đây là tự đãi luôn. Trong con cái xã trong địa phương đây người ta làm người ta đãi hết là luôn. Là bao nhiêu là tự đãi hết luôn? Đãi hết luôn. Đãi nhiều lắm rồi, đãi coi như là nhiều khách cứa đi tham quan như ở cạnh mỗi năm ở Vĩnh Long lên cả mấy chiếc xe mà 40-50 chỗ nó lên rồi các chỗ nó tới rồi dùng cơm nước luôn. Ngày nào đông nhất chú? Ngày 17 là đông rồi. 17 là đông. Ừ, 10 17 mới đông. Dạ, tại vì cái ngay nếu mà ngay tâm điểm là chủ chốt là Phật giáo Hoàng Hảo, trên Hoàng Hảo là chỗ đó là chủ chốt nhất. Hảo, chủ chốt Hoàng Hảo. Lớn lắm. Rồi, cái đó đúng rồi. Đi mà chen chân không lọt á. Cái này cũng như là cái ngọn. Dạ cái ngọn ha. Cái gốc luôn rồi. Bởi vậy con mà đông quá lên chỉnh chen nghe mình nội cái coi trên mạng nè. Tôi mở mà lên mạng đi không nếu không có đi thì mở coi. Là nó cứng muốn nghẹt thở luôn. Con cũng hàng năm thì con đi 18 tháng 5 qua Hòa Hảo nhiều. Hình là chưa biết. Cái là mở là có lay ra chỉnh tới. Nhiều rồi đó. Rồi, dạ, đãi số lượng cơm là lớn rồi đó. Tại một số bà con á ở xa với phần sắp xếp, người ta xếp xếp công việc, người ta nên đi trước, người ta cúng kiến luôn. Cái đồng bằng sông Cửu Long này đó là cái lễ 18 này, 18 tháng 5 là lễ này lớn nhất. Lớn quy mô luôn. Lớn quy mô đồng bằng sông Cửu Long này. Dạ, con cảm ơn bác nhiều nha. Dạ, con đi ghi hình chút xíu nha bác. Có bác này cháu quay cho. Dạ, để điện lên. Để con lên chảnh, con lên núi chút xíu quay. À, ông đi kỹ cái chừng té nha ông nhỏ. Đây hiện tại mình đang lên núi nè cô chú. Lên trên núi này có một cái chùa. Đây lên núi này có một cái chùa nha cô chú. Oh, cái này người ta không phải là một cái chùa. Cái này người ta gọi là Lôi Âm Tự nè cô chú ơi. Từ Bi Lôi Âm Tự Hỷ Xã. Wow. Trên đây có Lôi Âm Tự nè cô chú. Rất là đẹp luôn. Bên đây cũng có một tòa tháp. Được các chú các bác
làm bằng mướp với sáp. Đây, mình đứng trên núi rồi mình quay qua bên phía cạnh những ngọn suối được các bác đang ghim điện vào nè cô chú. Đây, nước đang chảy rất là lớn luôn. Có là Chư Bát Giới, Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ Không là nơi cao nhất. Đây, ông Tôn Ngộ Không. Bên đó là bác đó đang bảo trì lại một số chỗ đang chưa xong. Bên đây cũng có một số các đứng trên cao quay xuống các cô tiên nữ nè. Đó. Rồi, còn cái đàn hâm dẫn tôi đi đi. Có một em bạn nhỏ này đang dẫn mình đi tham quan nha cô chú. Đây mình đang đi xuống. Này là cái gì em trai? Hả? Cái này kêu là cái gì? Kêu là cái gì? Đi xuống đây là kêu là cái gì? Đi xuống dưới đây là kêu là cái gì? Địa ngục hả? Ghê hả? Địa ngục ghê vậy trời? Có sao không? Ừ con ma kìa. Ừ, ghê không? Con ma ghê không? Đại diện từ nhỏ tới giờ tự nhúc nhích gì đấy hả? Có điện mới nhúc nhích gì. Ghê hả? Ông ma. Đây là 12 cửa ngục cho cô chú. Đây nè, ở đây có một con ma đang che lũng đẳng kìa. Ghê không? Ma đang bị treo lơ lửng nha. Bác ơi, bên đây đang làm gì vậy bác? Đang cấu trúc. Vậy hả? Ừ. Đâu rồi? Dạ. Đang làm cái hệ thống cầu hoạt động. Vậy đó hả? Ừ, mà mấy bác sáng ý quá ha. Tự chế dần ha. Nhiều cái đó cũng hay. Đây, những cái cấu trúc hoạt động của những con ma nè cô chú. Các bác là tự tay làm hết trơn nha. Hoạt động là từ một chiếc motor nha cô chú. Đó, được dây chằng, được kéo tới kéo lui đó. Thấy mấy bác hay không? Đúng chút rồi, con ma bị chọi đầu lên trên rồi. Ồ, suối đang chảy mà đang sửa lại chút xíu, có một số sai sót. Ma dậy lên đầu quá cao rồi. Hạ xuống, con ma hạ con ma xuống. Ồ, hay quá ha. À, con ma nhúc nhích rồi luôn. Đây. Bên đây có một tội phạm đang được các quỷ ma dương trời nó chồng ma cướp chồng người ta phải không? Đang bị chẻ vô cái bụng đó, ghê không? Đó kìa. Để xuống từ từ. Bên đây là có một con quỷ đang xử một tội phạm trên một mâm đinh nè cô chú. Trên đó lấy cái búa bữa xuống nè, ghê không? Anh đây, mọi người thấy con ma không? Con ma bị treo lơ lửng nè. Đó, cái mặt thì ghê không cô chú? Ghê không? Mặt cắt là sát khí nha. Rồi tiếp tục mình đi tiếp đi cô chú. Bên đây có một số mấy chú mấy bác đang sửa chữa lại cho hoàn thiện để chuẩn bị cho đại lễ ha bác. Qua đây chưa? Qua đây chưa? Lát còn qua đó. Ở đâu nữa em trai? Dạ. Con không tức. Đây nè. Đây cũng có một con ma nữa nè.
đó, con ma đó đang bị chẻ đầu á nha, chẻ đầu á coi anh, chẻ đầu đó anh, ghê không? Đâu hướng nào nữa, ghê vậy? Mày là con ma gì? Ừ, ghê không? Ừ, ghê không? Một con ma nè đang bị đứng. Phía đây là một tội phạm đang bị trừng trị, bị dục vô chảo dầu. Phía bên đây là một tội phạm đang được treo vô cây cột nóng nè cô chú. Cột này được đun lửa rất là nóng nha cô chú. Nguy hiểm không? Rồi phía bên đây cũng có một tội phạm đang bị một con ma chĩa, một cây chĩa đâm lên từ ở dưới lưng lên nè cô chú. Đó, máu tung té nha. Bên đây là cũng bị đang xử tội là lý do là nhiều chuyện quá nên bị cắt lưỡi nè cô chú. Ghê không? Bị một con quỷ đang cắt lưỡi nè, đó lý do là tội nhiều chuyện nha cô chú. Rồi tiến hành đi tiếp tục. Cái này là cũng như là đang bị hình phạt là đội cái chảo dầu đó nha cô chú. Đội cái chảo dầu trong khi ở dưới đó là một cái trong binh nha. Đó, sắc dọn đang chĩa lên đó, ghê không? Rồi, ghê nha. Rất nguy hiểm nha. Rồi đi. Tiếp tục mình đi ra ngoài cô chú. Ông đi trước đi. Phải dừng té nha. Đây để mình đi ra phía ngoài rồi nghe cô chú. Đây bây giờ mình đi qua bên núi Ngũ Hành của Tôn Ngộ Không. Lên núi nữa nè cô chú ơi. Đây những cô tiên đang đứng rất là đẹp nha. Các cô tiên nè. Ồ, suối này bờ mát quá, quá đẹp. Mình qua bên đây rồi. Này làm bằng bao rồi sơn rồi ha bác. Sơn rồi. Hay quá ha, cũng kỳ công quá. À, năm nào tới đại lễ là mình làm gì đó ha bác? Dạ, năm nay thì 18 tháng 5 chứ 25 tháng 1 là làm. 25 tháng 1 nữa. 25 tháng 11 là cái gì nè, cái ngày gì nè? Ngày đản sinh. À, đúng rồi, đản sinh. Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ngày 18 tháng 5 là ngày khai đạo. Ồ, cô chú anh chị hay mấy bác làm không? Chắc là tỉ mỉ nha. Đa phần các vật liệu là tự sáng lý ra mà có mà để làm nha cô chú. Quá đẹp, bên đây quá đẹp nha. Để mình ra phía sau chút xíu này, tham quan chút xíu này. Đi 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 đi. Còn nữa không?
Đây là cô chú. Ở đây là những cái trang thiết bị để mình làm mấy các mô hình nè cô chú. Ở đây không gian tiệc để đãi khách cũng rất là lớn nha. Này cái gì đây? Sao giống một cái ngôi mộ quá. Hay là một cái quan tài. Thấy giống quá. Ồ, bên đó không có gì vậy, bé ơi qua đây nè. Đi vô đây cái đi. Đây là chỗ mấy bác đang cắm hoa. Chỗ mấy bác đang cắm hoa nghe cô chú. Đây là con là cháu ngoại của ông này á hả? Dạ, nãy giờ cũng lanh đi đi lùm lum không sợ gì ha. Bác đang cắm hoa để cúng hả bác? Cắm hoa thì chuẩn bị lễ tới là 18 năm. Đức mình khai sáng đồng cháu bảo. Dạ. Chuẩn bị đó là vừa. Dạ. Chuẩn bị trước nửa tháng không bác? Không, cái khâu ngoại làm thì nó khởi công núi, cạnh núi thì khởi công hôm bữa mùng 6. Dạ. Còn qua này thì cắm cận vài bữa đây mình xài qua. Dạ. Tới lâu nơi. Dạ. Cũng như công đoạn là tới thì làm công đoạn đó ha. Dạ. Còn cái ngoại bị gì mình chuẩn bị trước. À vậy là mình có như cái công việc làm của mấy bác đều có công việc nào hay nào ra nào luôn ha. Dạ. Có nhiệm vụ qua để làm mấy đứa phân công mấy đứa nó làm. Dạ. Đây ha, con cũng không biết đây, hàng năm là con đi ngoại hảo nhiều, năm nay con biết ở đây con đi xuống đây. Hàng năm thì đến hè thì bà con mình cũng náo nức chuẩn bị cái ngày mừng ngày đại lễ 18 năm hay dạ. Đạo. Có nơi thì làm xe hoa, có nơi thì làm tàu về đi đường thủy, trồng bay phụng múa tùm lum hết á. Rồi mình như ở đây thì làm cảnh núi non, trong đó thì có thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, rồi có mấy cô tiên nữ ca múa mừng ngày đại lễ rồi đó. Dạ. Dạ. Mình tạo ra cái cảnh cho bà con đến để chiêm ngưỡng tham quan. Dạ. Thường mấy ngày 17, 18 là đông đó hả bác? 17 là vô ngày lễ rồi chính thức là 18 là chính thức ngày lễ. Rồi ngày 17 như mình có đoàn xe nào đi diễu hành không? Hay là chỉ mình trong chùa rồi thôi chú? Không, mình ăn chùa đây còn ra đi diễu hành cũng có. Khi có đến mượn này chưa nghe báo. Dạ. Xe qua chưa nghe báo. Mà ta đi dắt tối bằng đêm không? Đi, khách đi bằng đêm nhiều. Dạ, rồi nếu mà về một số chỗ khác là có một số đoàn từ thiện người ta đãi bác, đãi khách ăn, rồi ở đây là mình có khách có đến đây đãi không bác? Cũng có nhiều như nước mía, bánh xèo, tàu hủ, về non, về nên ta cũng có đãi cơm mà miễn phí không đến chùa. Dạ. À, miễn phí không? Thì cái năm nào Phật giáo Hòa Hảo là miễn phí hết. Miễn phí hết toàn bộ. Dạ. Ở đây là miễn phí toàn bộ. Dạ. Thì các mạnh thường quân bà con lại phải giúp cái người ta cho miễn phí không à? Dạ. Rồi, con cảm ơn bác nhiều, chúc bác một sức khỏe nha. Cảm ơn bác. Dạ. Rồi, đang nghe mấy bác bên đây. Bông rất là nhiều nha cô chú. Đây. Bông mấy bác đang chuẩn bị gom gọn đẹp, bên đây cũng có một số bông. Bông rất là nhiều luôn. Đó. Tại vì hôm nay là 14, có hai bữa nữa là đông khách rồi nha cô chú. Là chuẩn bị bông hoa để cắm, để cúng nước quỳnh cho chủ nha cô chú. Phía ở đây là có mấy bác đang chuẩn bị xử lý hoa cho gọn cho đẹp để bắt đầu đưa ra cho bác. Lúc nãy là cắm lên những cái mút xốp tạo ra một kiệt tác, tạo ra một tác phẩm đẹp để cho khách đến chìm ngưỡng cô chú. Rồi đó, mấy bác đang làm có khâu có phần hết luôn. Rồi, đi đi em trai đi. Rồi đi đi ra đây nha.
phía bên đây là nhà nấu ăn. Có mấy bác chuẩn bị lấy vỏ dừa ra nè cô chú. Đó, chào bác. Chuẩn bị trước hả bác? Chuẩn bị. Dừa này mình chắc mình đổ bánh xèo quá hả bác? Rất là nhiều dừa luôn. Này là do chùa mình mua hay là một số Phật tử đồng đạo ta đóng góp? Đóng góp ha. Dạ. Đồ đây là đồng đạo đóng góp không ạ? Dạ. Rất là nhiều dừa luôn cô chú ơi. Ở đây thấy vậy là ít đó chứ trên Hòa Hảo là mênh mông luôn. Không biết bao nhiêu tấn rau củ quả luôn á. Cũng như một số đồng đạo các Phật tử đó, người ta đem lại cúng xe không vậy đó. Mấy ngày này là đến đây chỉ biết là cúng với ăn thôi. Chứ là không tốn tiền gì hết. Rồi, cảm ơn bác nha, chúc bác sức khỏe nha. Đây là các nhà nấu ăn của mấy cô nha cô chú. Chuẩn bị thức ăn rồi nè cô chú ơi. Các rau củ quả. Rau củ quả. Đây là ở đây thì nói chung là số lượng không bằng bên Hòa Hảo nè cô chú, nhưng mà nói chung là cũng không ít. Đây có một số mấy cô cũng đang chuẩn bị cho chế biến các lương thực thực phẩm, rau củ quả để làm thức ăn chay đãi cho mấy khách. Chào bác ạ. Con chào mấy cô mấy bác. Mấy cô mấy bác đang vào đủ ha. Con ở trên lớp vò. Con trên lớp vò. Lắp giò hả? Dạ. Dạ. Nghe nói tại năm hàng năm con thường đi Hòa Hảo nhiều hơn là đi, bữa nay biết ở đây nên đi ở đây thử. Dạ. Chứ mà Hòa Hảo là khỏi nói rồi đó. Hòa Hảo là bữa nay là đông rồi đó. Mấy cô mấy khách thập phương xa đó, người ta đến trước mấy cô. Dạ. Có người ngoài mỗi nhà vô đủ. Bắc chung, nói chung là Bắc Trung Nam luôn đó. Mấy cô bảo đủ đủ. Này mình bảo đủ mình làm đồ chay hả cô? Mắm chay ha. Này vậy là đúng 17, 18 bắt đầu là đãi khách đó ha mấy cô? 17 là đãi rồi cưng ơi. Dạ. Ở đây coi như là 17 là khách đông lắm nhiều rồi. Dạ. Mình đãi xuống luôn, như bắt đầu bữa nay là có đãi hoài suốt tới là vậy đó. Dạ dạ. Khách mình đãi hoài vậy. Dạ. Mấy cô chuẩn bị chạy xuống hả? Trển xuống đây hả chị ạ? Dạ trên lấp giò xuống. Xe nhỏ hả? Để đi xe hai bánh. Dạ. Gần cái bên rồi cô? Giờ gần gần mà. Vì ở trển cũng có như ban trị sự nữa, nhưng mà thấy không có ở trển thì đi diễu hành nhiều hơn. Ở đây là phục vụ khách, tiếp đãi khách thì lớn hơn. Dạ. Chiều 7 đông lắm. Dạ. Đa phần đi buổi chiều không ha mấy cô? Tối 17 rồi, coi như cái xe ở đây hay bị kẹt xe lắm đó. Tôi nghe cái đường lộ từ đây ra tới cây xăng ngoài là cái ngã tư là bị kẹt rồi suốt luôn á. Dạ. Năm nào có giao thông ta tiếp mình cây xe không này chắc một có một số đoàn chắc lên Hòa Hảo rồi mấy đi 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 về ghé luôn. Dạ. Hòa Hảo là năm nào nó mấy là hỏi nơi mệt mỏi luôn đó.
Dạ. Có một số đoàn khách người ta vô sớm lắm, mới cầu vô trước 10 ngày người ta tiếp luôn á. Rồi con cảm ơn mấy cô nhiều nha. Chúc mấy cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ con đi nãy giờ con quay vòng vòng ở ngoài đi vô đây từ từ. Còn giờ con giờ lên chú lên chánh điện lại thầy một cái. Dạ. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Dạ được. Con á. Bác ơi con có rồi bác, con cảm ơn bác nhiều nha. Con dạ. Con lên con cúng cúng thầy cái. Dạ. Dạ dạ. Rồi rồi ok được rồi, coi con từ từ đó có gì. Nước đá pha sẵn rồi chỗ dạ. Cà phê dạ. Quay sẵn rồi, rồi rồi cái lấy nước đá để vô là uống dạ. Chứ ngồi nghỉ chút đi uống hết hả kìa dạ. Dạ. Cô mấy cô mấy bác nằm hậu á, con cảm ơn rất là nhiều nha. Lúc đầu cũng vậy dạ. Đây là vậy đó dạ. Nói chung là đa phần là con thấy nhiều luôn là tới mấy ngày 18 tháng 5 đi là như vậy không đó, nhiều khi mà ăn uống luôn mà không hết luôn đó, không nhiều khi mà không hết mình lấy quần bỏ đội nào mấy cô mấy kia ép ép ăn. Dạ. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Cô. Đây là cô. Dạ. Bây giờ lâu dữ không gặp tiên chí, gặp tiên chí cái này chắc. Chỗ không viên hồi chưa bệnh lắm. Dạ. Lấy ghế ngồi đi con, cái này bẻ quế khâu. Làm gì cô? Đang tôi nấu bún bò quế. Ngon, hay ha. Nấu bún quế đó. Đang nơi đêm 17 đãi đó. Dạ. Đêm 17 sáng 18. Đông dữ dằn lắm. Dạ. Nấu là nồi bự đó đó, 5 6 nồi đó. Chị đó hả? Dạ. Để con dùng nồi dùng nha. Ê, tiếng hầm mình tiếp tục nha cô chú. Ngôi chùa này cũng không nhỏ nữa nha, rất là lớn nha. Ê, những bó mía được bà con quý Phật tử đồng đạo đem lại hỗ trợ nè cô chú, để dành mình xây nước mía ra đúng ngày 17, 18 sẽ đãi khách nha cô chú. Mà theo như mấy cô chia sẻ đó, đặc biệt là chiều tối 17 bà con ở đây rất là đông, nhưng mà thật sự nói với đến mà bên phía Hòa Hảo đó, phía Hòa Hảo là ngay xứ của Đức Thầy rồi nên cũng không so sánh được, nhưng mà nói chung là ở đây là mấy cô chia sẻ đông đó, ngày 17, 18 sẽ rất là đông luôn, quý đồng đạo ở xa cũng đến rất là nhiều luôn nha cô chú. Đây, giờ mình lên chánh điện mình lại để thầy nha. Nơi đây là hội trường. Hội trường để các ban trị sự họp mà cô chú, rất là lớn luôn. Đây. Đức Quỳnh giáo chủ nè cô chú. Ngày 18 tháng 5 năm 24 là ngày khai đạo của Đức Quỳnh giáo chủ nè cô chú. Quá trời, ngôi chùa này quá lớn luôn. Rất là lớn nè cô chú. Cái gì đi ra đây? Đẹp luôn. Gấp cái đi, đang gắn đèn cho bảng thôi mấy anh.
nha cô chú. Rồi tiến hành đi vô, vô lại thầy nè. Đây. Đây chính là bản lưu niệm chùa Phật giáo tự, nguồn gốc xây dựng năm 1962 thuộc ấp Tân An, xã Phong Hòa, quận Đức Thành, tỉnh Sa Đéc. Di tu cắt mới, khởi công ngày 19 tháng Giêng năm 2000, năm Đinh Dậu nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2017, thuộc ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Khánh thành ngày 11 tháng 10 năm Mậu Tuất nhằm ngày 17 tháng 11 năm 2018, tổng kinh phí 4 hạng mục 7.169.135.000 đồng. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Mình tiếp theo mình đưa lên đây. Đây lại thầy nha cô chú. Đây Đức Quỳnh giáo chủ nè cô chú. Xá thầy nha, xá đức thầy nha cô chú. Tiếp theo mình đi ra ngoài cô chú. Sắp hết rồi, đi qua đây lên. Là các mô hình, các mô hình được hoạt động bằng những chiếc motor nha cô chú. Nhưng mà hồi nãy mình có hỏi mấy ông bác kia nói là đang sửa lại đường điện nên không hoạt động được nha cô chú, chứ cái những cái mô hình này là hoạt động nha. Nếu mà có hoạt động là mình quay cho cô chú chị xem rồi, rất là tiếc nha cô chú. Cô chú thông cảm cho mình nha. Đang sửa lỗi rồi đó cô chú ơi. Bước đường đi vào cũng có quý đồng đạo đang cắt cỏ cho sạch sẽ để chuẩn bị cho đại lễ nè cô chú, để chuẩn bị ngày 17 và 18 đón khách. Đây, ở đây mình nhìn ra phía con đường nông thôn nè cô chú, cổng lúc nãy mình đi vào đó. Rồi quý cô chú anh chị, clip bên đây là kết thúc. Quý cô chú anh chị, mong quý cô chú anh chị xem clip vui vẻ, và mình sẽ cập nhật tình hình đại lễ ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai đạo cho cô chú anh chị xem nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, nhớ ủng hộ kênh của mình nha cô chú. Rồi hẹn cô chú lại video clip sau.